chào tất cả các bạn, mình xin các bạn 2 phút để có thể thử vận may trên shop gcothu.vn. Các bạn nào có nhu cầu mua tài khoản Liên Quân thì có thể qua shop gcothu.vn để có thể mua thử vận may. Ngoài ra các bạn có thể qua shop gcothu.vn của mình để có thể là ủng hộ mình. Ở đây thì bên shop của mình sẽ bán thứ nhất đó là về thử vận may Quân Uy, thứ hai là về Ác Liên Quân, và thứ ba là thử vận may Liên Quân. Sẽ có mục thử vận may Liên Quân 9k, 30k, 50k, 75k, 120k, 250k, 600k, 200k, 350k đều có. Tùy vào túi tiền của các bạn, ngày mai mình sẽ thử vận may, đó là thử vận may 30k. Với tài khoản 30k mình sẽ thử mua. Và trước khi mua tài khoản các bạn nhớ đọc qua thông báo, chỉ 30k nhận ngay một nick trong thông tin từ 10 cho đến full tướng, 70% ạc có đá quý hoặc là ngọc 90, 30% là ạc thường. Đấy, ở đây có rất là nhiều mã số cho tất cả các bạn có thể lựa chọn, có đến 19 trang tất cả cơ. Thao chưa? Rất nhiều mã số và mình sẽ lựa chọn luôn mã số này và sau đó là mua ngay. Xác nhận mua. Check thông tin tài khoản mật khẩu. Đây là thông tin tài khoản mật khẩu nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào thử xem là nó có đăng nhập thành công hay không và để xem cái ạc này nó như thế nào. Đây, đăng nhập. Tuyết Mai 2333. Mật khẩu Cúc Ngáo. À, Cúc Nga. Đăng nhập thành công, bây giờ mình sẽ tiến hành thử xem nào. Với 30k thử vận may thì mình sẽ nhận được một tài khoản, đó là nick này mình thấy là trên 10.000 vàng rồi. 12.000 vàng, ngoài ra thì nick danh Tinh Anh 1 sắp lên cao thủ. Tương 86 và trang phục 109, các bạn có thể thử vận may bên shop của mình để có thể nhận được những cái tài khoản như thế này nếu như các bạn may mắn. Chúc các bạn may mắn, nhớ qua shop gthu.vn của mình để có thể ủng hộ nha. Bye bye mọi người. Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Wow, trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho cô nàng Illumia. Và bộ trang phục này có tên gọi là Illumia Thần Mặt Trời, mà ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ trang phục này. Lời đầu tiên thì cho mình xin gửi lời cảm ơn đến kênh YouTube AOV New đã hỗ trợ giúp đỡ mình để có thể đem đến cho tất cả các bạn màn review không thể tuyệt vời hơn. Và chúng ta hãy cùng nhận xét qua về ngoại hình nha. Ở đây thì các bạn cùng quan sát qua về số đo 3 vòng rất chuẩn, vòng 1, vòng 2, vòng 3. Đấy, với dáng người vô cùng là cao. Thật sự cái bộ trang phục này nó cao quá các bạn ơi. Đúng thật là chân dài đến lách luôn. Nhìn Illuma như kiểu là hoa hậu đấy các bạn ạ. Ở đây thì với tên gọi là Thần Mặt Trời, cũng giống với cả Ellen Thần Mặt Trời, thì Illuma trên bộ trang phục điểm tô rất là nhiều những cái biểu tượng của mặt trời nhá. Các bạn đánh giá sao về bộ trang phục này? Thôi thì sẽ không để các bạn chờ đợi lâu, mình sẽ vào luôn trong một trận đấu để có thể trước kết test qua về sức mạnh của Illumia. Ngoài ra thì cho mọi người xem qua về hiệu năng đến từ bộ trang phục này nhá. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sức mạnh của cô nàng Illumia, đặc biệt là review cho người bộ trang phục Thần Mặt Trời. Lâu lắm rồi mình chưa động chạm tới vị tướng này, để mà nói thì cũng rất là ít các bạn khán giả yêu cầu mình làm clip về vị tướng Illumia nhá. Nhân tiện khi mà vị tướng này cho ra mắt bộ trang phục mới thì mình mới có cơ hội, mới có lý do để có thể đem đến cho tất cả các bạn xem qua sức mạnh của cô nàng này. Không biết là lâu lắm rồi các bạn có chơi vị tướng này hay không? Nếu như các bạn không chơi thì các bạn có thể cho mình xin một vài lý do được không? Để mình có thể là tổng hợp lại. Chứ còn hiện tại thì như các bạn biết, chất tướng của Illumia là chất tướng thiên tướng, là pháp sư cấu rỉa. Để mà nói ăn mạng được như Red thì không hề. Bởi vì Red là pháp sư sát thủ đấy. Nó thiên tướng là như vậy, sát tướng của nó một combo một mạng. Còn Illumia sẽ thiên tướng là cấu rỉa và cấu rỉa nha. Mặc kệ cho team bạn đi. Bây giờ mình sẽ cần phải lên được level 4 thật là nhanh, sau đó mình có thể có cơ hội hỗ trợ đồng đội được. Như các bạn cùng quan sát thì bộ trang phục này đã thay đổi về hiệu năng rất đẹp rồi. Đến từ chiêu thứ nhất, đến từ chiêu thứ hai, ngoài ra thì từ những đoạn đánh tường cũng có sự thay đổi. Đặc biệt là màu chủ đạo sẽ là màu cam nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ bật tốc hành ra để hỗ trợ đồng đội đây. Em tới đây cứ có kỹ năng là sử dụng vào tôi.
Ôi giời ơi, được một mạng rồi các bạn ạ. Tiếp theo là hỗ trợ tiếp. Mình không tin nổi là mình được một mạng sớm như thế này đâu. Xử lý luôn bà Toro, chết tổ chơi sâu quá rồi. Ây da, đau quá đi. Chết xử nó rồi còn đâu. Sao quả đấy bao nhiêu người rát không đá mà đá thẳng vào mặt mình nhở. Hiện tại thì trong phiên bản cúp vinh quang này thì mình có check qua, chúng ta đã có một cái phiên bản cúp vinh quang thì vị tướng Illumea không hề có sự thay đổi về sức mạnh. Ngoài ra chúng ta đã có cái bản cập nhật bổ sung lần thứ nhất trong phiên bản cúp vinh quang thì vị tướng Illumea cũng không hề thay đổi về sức mạnh nha. Vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy thôi. Khi mà vị tướng Illumea thiếu cơ động thì vị tướng này bù lại đến từ một kỹ năng. Nếu mà chúng ta bị đối phương bắt vào thì các bạn có thể sử dụng chiêu thứ hai để có thể văng đối phương ra. Ngoài ra các bạn cũng có thể được tăng tốc độ di chuyển một tí. Đấy là điểm lợi rồi. Trận đấu ngày hôm nay thì mình hy vọng rằng mình có thể ăn được nhiều mạng các bạn ạ. Chứ còn bây giờ mình đang cảm thấy là khó khăn ăn mạng quá. Sát thương thì bây giờ nó hơi bị bé. Đặc biệt nữa đó là khi mà các bạn có chiêu cuối, các bạn cố gắng quan sát minimap nha. Như các bạn cố quan sát là mình di chuyển minimap liên tục để có thể nếu như có cơ hội thì mình sẽ kích hoạt chiêu cuối để có thể hỗ trợ đồng đội từ xa. Ngoài ra chúng ta cũng có điểm lợi có thể ăn mạng được từ xa. Cái bộ trang phục này thì mình chưa biết là sẽ ra mắt ở đâu, bởi vì là chúng ta cũng đã có bộ trang phục Alien Thần Mặt Trời rồi. Mình cũng đã review cho người về Alien Thần Mặt Trời rồi, cho mình xin bùa xanh, cướp bùa xanh. Nào, cướp được, úi dồi ôi, không cướp được bùa xanh rồi. Ý quá, quả đấy có bùa xanh có bật spam kỹ năng liên tục luôn. Thì mình ép trụ ghê phết nhở. Đánh nhau luôn các bạn ơi, mình tới rồi đây, chiêu cuối luôn. Nào, không chế lại, đó, cho em xin một vài cái tí. Khó ăn mạng quá các bạn ạ. Thôi từ từ, tạm thời là không ổn một chút nào luôn, team bạn hơi đông. Mà team mình có đến 3 người thôi, tạm thời chúng ta nên lui nha. Chiêu cuối cùng vì tướng Illuma, thật ra thì không phải lúc nào các bạn cũng có thể sử dụng được đâu. Tại vì nếu như các để mình cấu rỉa dẹp fit một cái, đó, dẹp fit bất tử làm cái gì, phí đãi trưởng luôn. Quả đấy thì mình không có đủ sát thương. Nào, tiếp tục ta cấu rỉa tiếp, mà không tới tầm rồi, ui, bỏ máu chiến thế bỏ ơi, ây da, cứu em anh ơi. May quá đồng đội của mình tới kịp, bây giờ chỉ cần giữ vị trí và ném thôi. Khó ăn mạng quá. Đây là lý do tại vì sao mình không có thích chơi Illumea thường xuyên. Bởi vì là chất tướng nó là thiên hướng cấu rỉa rồi. Để ăn mạng được thì khó khăn, mà mình thường thích chơi các vị tướng gánh team, các vị tướng kiểu ăn mạng. Chứ còn cấu rỉa như thế này thì thật ra nhiều bạn yêu cầu thì mình mới quay trở lại thôi. Đặc biệt là hôm nay có bộ trang phục mới dành cho Illumea. Các bạn hỗ trợ mình lấy luôn cái trụ này đi. Bây giờ mình cũng có chiêu cuối rồi. Thích thì mình sẽ kích hoạt chiêu cuối để có thể khống chế lại. Đó. Nhưng mà tôi lại gặp cái bò Toro, bò tha em cái đi. Thôi chết tôi rồi, bỏ mặc Joker, khổ thân Joker quá. Hình như vừa xong Joker bị dính cái chiêu cuối của Lavin thì phải. Bảo sao bạn ấy bị choáng rất là lâu. Mình sẽ nói qua về bảng ngọc và build cho vị tướng Illumea nha mọi người nha. Đối với bảng ngọc cho vị tướng này thì các bạn có thể áp dụng theo mình cũng được, tùy các bạn thôi. Với ngọc đỏ thì chúng ta có thể lên 10 viên công phép và xuyên phép. Với ngọc tím chúng ta sẽ lấy 10 viên công phép hút máu phép. Với ngọc xanh chúng ta sẽ lấy 10 viên công phép và giảm hồi chiêu. Đấy là về bảng ngọc cho vị tướng Illumea các bạn có thể áp dụng theo. Ngoài ra sẽ là build đồ. Đây rồi, từ từ đã. Team mình có 3 người chẳng nhẽ không giết được bò. Cho bò bâu cười. Ôi rồi ôi, team ăn 9-1 mình hỗ trợ 7 và ăn 1 mạng, coi như là 8 mạng rồi còn gì. Ê anh ra fit từ từ anh ơi. Không chế tiếp. Ngon quá, lại đôi mạng hỗ trợ. Hỗ trợ 9 mạng rồi, cho mình xin hỗ trợ thế nào. Nào, có được một mạng rồi, may quá. Sau một khoảng thời gian hỗ trợ đồng đội rất nhiều và may mắn thay là mình được một mạng nữa rồi. Đó là mạng của Lữ Bố. Đối với build đồ cho vị tướng Illumea thì trước tiên là mình sẽ lên đó là Phượng Hoàng Lệ nha. Mình không có nâng cấp lên Ngọc Đại Pháp Sư đâu bởi vì rất là tốn tiền. Mình lên cái Phượng Hoàng Lệ này để giúp cho bản thân mình có thể trụ đường được lâu hơn, đỡ phải biến về nhiều các bạn ạ. Bởi khi mà chúng ta lên cấp độ là chúng ta sẽ được hồi phục máu và mana. Ngoài ra sẽ là một trang bị giày phù thủy nha. Giày phép thuật giày phù thủy đấy. Tiếp đấy là trang bị sách truy hồn. Khi mà team bạn có Lữ Bố mà chúng ta không lên sách truy hồn đấy là một sai lầm. Phải lên thật là sớm. Như bây giờ là kích hoạt chiêu cuối. Ui không ăn thua rồi. Thật sự là không ăn thua luôn. Sau trang bị sách chi hồn sẽ là vương miện Amex để gia tăng thêm lượng sát thương phép ăn mạng tốt hơn.
Ngoài ra sẽ là xuyên tâm lệnh để có thể khắc chế được những cái trang bị kháng phép của đối phương. Tiếp đến là trang bị cuối cùng mình sẽ lên, đó là quả cầu bất tử nha. Tàn dính ulti AD đen. Công nhận là Joker hơi bị đen, tàn dính ulti của AD thôi các bạn ạ. Tàn dính ulti của Lavin. Chém em đi, Zephyr, chém em đi. Đúng rồi, tránh ra. Quả đấy là mình sử dụng chiêu 2 để cho Zephyr tránh ra luôn. Đây đây đây, để mình ra hỗ trợ. Mình còn thở là mình sẽ còn sử dụng kỹ năng thẳng vào đây. Đó, bây giờ em có cả chiêu cuối rồi, cứ thoải mái đi. Mà cái con tà thần nó đập đau ra phết các bạn ạ. Có được một mạng của Zephyr rồi. Bò ơi, ta bỏ bò này. Bò tránh ra, ta ra bò ơi. Bò ơi, tránh ra, mày qua. Quả đấy mà bị bò nó thịt thì đúng là buồn cười. Sau bao nhiêu nỗ lực là mình cũng ăn được 3 mạng rồi đấy. Mình đang khắc phục cái điểm khó khăn nhất của Illumina, đó là hỗ trợ nhiều và khó ăn mạng. Thật ra thì hỗ trợ cũng được thôi, nhưng mà mình cần phải ăn được nhiều mạng hơn nữa để có thể là giúp cho trận đấu này đỡ bị nhạt. Chứ không mình hỗ trợ nhiều quá, các bạn xem các bạn lại cảm thấy chán. Đấy nha, tính ra thì mình nhìn thấy cái bộ trang phục này có hiệu kỹ năng thì rất là nổi bật đấy, chứ không hề mờ nhạt một chút nào đâu. Còn hơn ai đó còn chưa có trang phục. Illumina có trang phục như thế này là tuyệt vời rồi, chứ còn chúng ta chê làm cái gì. Bò ơi, sao bò cứ nhìn mặt mình, bò nhảy chiêu cuối vậy? Mình để ý từ đầu trận đấu đến giờ nhé, bò ghét mình đúng không? Bây giờ mình còn chiêu cuối đây rồi. Nào, kích hoạt chiêu cuối chần chần một cái thôi, và sau đó là kiếm mạng của Lavin. Úi giời, không được có mạng của Lavin rồi. Chúng ta thịt bò thôi. Đi chăn bò, cầm cái roi ta to. Bò không đi, ta lên roi ta quật đít bò. Thế là bò chết luôn. Ép nha. Chỉ sợ là team bạn dọn lính nhanh thôi. Biết ngay mà team bạn dọn lính nhanh vãi trưởng luôn. Chưa thể ép được cái trụ đứng giữa các bạn ạ. À, các bạn đang xem clip của mình thì nhớ cho mình xin tầm 10 giây được không? 10 giây này các bạn có thể cho mình xin một nút like cho clip. Ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận được thông báo mới nhất đến từ kênh YouTube mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn like clip của mình là cái sự ủng hộ rất là lớn lao, giúp mình có thêm động lực đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn nhé. Khó ép trụ quá. Bây giờ là mình cứ sử dụng kỹ năng bừa đi, khống chế lại, sau đó kích hoạt chiêu cuối. Có mạng của giáp rồi. Các bạn thấy chưa, để mà sử dụng được chiêu cuối của vị tướng Iluma cho hiệu quả thì chúng ta sẽ cần phải khống chế đối phương lại, sau đó kích hoạt chiêu cuối, như vậy thì đối phương sẽ không ném được nhá. Bỏ ơi, cứ thấy gái đẹp là tớn mắt lên tồi. Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái mà, nhưng mà không sao. Em xin một mạng. Úi giời, được một mạng nữa rồi, 5 mạng rồi. Hủy diệt. Cho mình xin một mạng nữa đi, mặc dù là mình hết mana rồi, nhưng mà đây vẫn còn mana nhá. Xử lý luôn Lavin và xin mạng thứ 6. Mạng thứ 6. Cứ tưởng là từ đầu game đến giờ mình không ăn được nhiều mạng mà ai ngờ mình ăn được 6 mạng rồi. Lúc đầu mình còn hỗ trợ bao nhiêu mạng ấy chứ. Thôi như này là thành công rồi nhá. Nhưng mà quả thật spam nhiều kỹ năng của vị tướng Iruma cũng hơi bị mỏi tay. Đánh Iruma thì chúng ta có thể spam kỹ năng được liên tục luôn. Tốn mana thật sự. Team bạn là mất hai người rồi, không biết là đồng đội của mình có hiểu ý hay không. Chúng ta chỉ cần làm tạm với con tà thần thôi, là chúng ta ép nốt đường thứ 3, win ngay. Ping tà thần suốt nãy giờ rồi. Nhưng mà có vẻ như đồng đội của mình làm ngơ à. Đúng rồi, ra ăn tà thần hỗ trợ mình cái nào. Bà Rai ơi, nhanh ăn cái con tà thần đi, con team bạn ra cướp. Để mà nói thì Iruma cuối game cũng lết nha mọi người, bởi vì chúng ta có cái chiêu cuốn lợi mà. Còn ba tổng có gì chưa cuối một cái là khống chế được rất là nhiều người. Joker đi lẻ rồi còn đâu. Ép luôn cái trụ đường trên này đi, cứ thả dòng tiên phong trụ đường trên đi. Barai thả ra đi. Bây giờ team bạn còn một cái trụ nữa thôi. Chuẩn bị trở thành sân bay luôn. Sân bay Tân Sơn Nhất hoặc là sân bay Nội Bài. Phẳng lì như kiểu TV màn hình phẳng luôn. Quánh đi. Trước khi kết thúc trận đấu này mình làm được một mạng nữa thì tuyệt vời. Bây giờ nha, lựa thời cơ kích quả chiêu cuối như đây. Khống chế được rất nhiều người nhưng mà chỉ là hỗ trợ mà thôi. Cứ đứng bên ngoài mà spam kỹ năng rồi. Cứ có chiêu là spam các bạn ạ. Hay quá, Lavin. Lavin bốc cơi huyền thoại rồi. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây các bạn ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để có thể xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.